Thấy Rồi. chưa? Hôm nay ta học khá lâm sàng ca, lâu lâu mới có một ca có dấu hiệu lâm sàng tương đối chuẩn để ta học. Bệnh nhân này nữ 55 tuổi, đi làm ruộng nè, không rễ, trước giờ thì khỏe mạnh, đúng không? Thì trước trước khi bệnh đợt này có mắc bệnh nào khác nữa không? Cao huyết áp, còn bệnh nào khác nữa không? Tiền căn cao huyết áp, phát hiện bao lâu? Hai tháng nay là đau âm ỉ ở cái vùng hỗ trợ bên phải, không có xiên lan, không có quặn, nhưng mà ăn uống bình thường, đi tiêu bình thường. Tuy nhiên là bệnh nhân khá lâu lâu có triệu chứng giống như là bị kiệt lị. Hai tháng nay thì nhân sụt 8 kg trong vòng 2 tháng, chứng tỏ là có cái hội chứng. Ha, nếu sụt như thế thì có hội chứng cần ca là đấy. Đó là bệnh nhân là ăn uống vẫn được. Nha, mà sụt như thế thì có hội chứng cần ca. Nha, khá lâu sàng nhưng những tỉnh táo thì sụt tốt, da niêu hồng hào, không có dấu hiệu thiếu máu. Ha, đây này máu hồng ha, chân không có phù, chưa có phù. Hạch ngoại vi thì sờ rồi, không có sờ cái nên chúng ta khám cái bụng. Chỉ có hai chân chút xíu. Vũ chân ra, vũ chân ra. Sức duy chỗ cao xương. Nhìn cũng đã thấy là cái vùng hỗ trợ bên phải nó hơi gồ lên rồi. Kha hay sờ, nhưng đã thấy hỗ trợ phải nó hơi gồ lên. Phần khác còn lại thì bụng bình thường, nghe âm ruột thì bình thường. Bệnh nhân này cái lâm sàng thì kết luận luôn là không có hội chứng mà chứng bán tắc hay tắc ruột. Nha, rồi thì chống hai chân lên. Thả lỏng. Đây nè, hỗ trợ phải có một cái khối. Thật ra nó có hai khối. Nha, một khối đi lớn và khối nhỏ. Nha, khối lớn thì cái vẻ nó là một khối bề mặt nó phẳng, mật độ nó cứng chắc, nha, kém di động, ấn thì đau nhẹ nhẹ ít thôi. Thì không cũng có di động tương đối. Nha, và một khối nhỏ đó là nó bề mặt nó lộn nhộn. Nha, hai khối này hình như nó dính với nhau. Tôi khám nó xem. Tôi ghi hoài, ghi để làm cái gì. Rồi, sờ cái khối. Khối chỗ phải. Kích thước khoảng bao nhiêu? Kích thước khoảng 5 x 5 cm. Cứ sờ hỗ trợ phải đi, đừng có. Được chưa? Bề mặt phẳng đúng không? Đúng không? Mật độ cứng chắc. Đúng chưa? Giới hạn tương đối rõ và di động, có di động tương đối. Em làm nhiều pháp di động tôi xem rồi. Nè, đừng có làm như thế này thì làm sao biết được nó di động hay không nha. Vậy bây giờ là phải để làm hai cái bàn tay nha. Để đây một bàn tay di cử động thì xem cái khối nó có đụng vào bàn tay đây không. Bàn tay này cử động xem khối nó có đụng bàn tay không nè. Giờ thì đẩy nè, cái ngón tay này di động không. Đây nè, nè, đúng chưa nè. Làm lại xem coi. Rồi, khối nhỏ là chắc là khối hạch đấy. Nha, hai cục hạch nó bằng quả trứng cút. Rồi, bây giờ cái u này bản chất đó là cái gì? Nha, có hội chứng cận ca rồi. Đồng ý không? Không có hội chứng bán tắc ruột, không có hội chứng không có rõ có hội chứng xuất huyết tiêu hóa. Có một cái u không trùng phải. Cái u này nghĩ nhiều khả năng là ca. Nha, như thế thì ca đó là xuất phát từ cái tạng nào? Từ cái tạng nào mà không có cái hội chứng tắc ruột, không có hội chứng chảy máu đường tiêu hóa. Các bạn nên nhớ là một cái u đường tiêu hóa chỉ khẳng định trên lâm sàng nếu như có một trong hai hội chứng hoặc là hội chứng tắc ruột hoặc là hội chứng có chảy máu đường tiêu hóa. Chảy máu có thể chảy máu đại thể hoặc là chảy máu vi thể, biểu hiện bằng cái gì? Biểu hiện bằng hội chứng thiếu máu. Cũng như tuy nhiên cũng có một số trường hợp ngoại lệ là u của đường tiêu hóa nhưng mà không có hai triệu chứng, không có hai cái hội chứng đấy. Thì ngoài đấy đó là gì chúng ta sẽ học sau. Nha, thì vị trí thì nếu bắt chẩn đoán là gì là u ở hả vùng buồng trứng nó hơi cao quá. Cái vùng hốc chậu nha, hốc chậu phải chứ không phải hạ vị. Vùng hạ vị thấy hoàn toàn ấn, hoàn toàn mềm nha. Thường thường u buồng trứng là phải nằm ở vị trí này hả. Khi nào nó to quá thì nó mới nhường lên đây.
Còn nếu mà u nằm ở đây mà cái ngón tay lách được giữa có u đó và cái xương mu, hiểu vấn đề chưa? Và cái vùng hạ vị hoàn toàn trống như thế này, khả năng u buồng trứng là thấp ha. Nằm hiểu vấn đề chưa? Trừ trường hợp là có cái tử cung nó to thì cái u buồng trứng nó mới bị đẩy lên. Còn tử cung bình thường thì u buồng trứng luôn luôn nó nằm ở cái dưới hốc chậu và nó phát triển từ hốc chậu phát triển lên. Nghe như thế thì một là gì? Cái chuyện là u đục thừa, đúng chưa? U đục thừa là cái u đó là nằm vị trí này là chuẩn, là không có liên quan gì đến đường tiêu hóa, không có hội chứng tắc rồi, không có hội chứng xuất huyết tiêu hóa. Thứ hai nữa là gì? Là u manh tràng, đúng chưa? Thường thường u manh tràng thì có thể là không có hội chứng tắc ruột, tại vì nó manh tràng là cái túi cái phần cùng, túi cùng của đại tràng. Nó chưa xâm lấn vào trong cái van hậu mang tràng này, chưa có hội chứng tắc ruột. Tuy nhiên u mang tràng thì bệnh nhân sẽ có biểu hiện, thường có biểu hiện là thiếu máu, đúng chưa? Nó chảy máu rỉ rả, nhưng mà cái không có không hầu nha. Thứ ba là gì? Thứ ba là có u gì đấy ở cái vùng hốc chậu phải, không phải mang tràng, không được thừa mà treo mặt nối gì đấy ha. Thứ tư đó là gì? Cái u tử cung có cuốn, năm là u buồng trứng, hiểu không? Cũng có một số trường hợp là đại tràng sigma nó dài quá, nó không nằm ở bên trái, nó lại quạt qua bên phải, nằm nó dính vào vách chọn bên phải. Thứ sáu là u của đại tràng sigma, nó được vấn đề chưa? Đấy thì mình cái điều trên lâm sàng khẳng định là gì? Đây chắc chắn là ca rồi. Thứ hai nữa là vị trí giữa phổi thì nghĩ đến đục thừa hay mang tràng, tuy nhiên cũng không loại trừ được đại tràng sigma, nha, buồng trứng, buồng cung, nha, và là gì, và treo mặt nối gì đấy. Hiểu vấn đề chưa? Như thế để chẩn đoán xác định trường hợp này, chúng ta làm gì? Chọn một cái phương pháp cận lâm sàng để chẩn đoán này, xác định cái này. Thì CT hay nội soi? Nội soi để chẩn. Nội soi trước hay CT trước? Chắc chắn là phải có CT để đánh giá giai đoạn rồi. Ở trong trước hay CT trước? CT trước. CT nó sẽ đánh giá, nội soi chỉ biết được là có u ở đại tràng hay không. Còn đục thừa mặt treo mặt nối buồng tử cung buồng trứng thì nội soi không thấy được, cho nên nên làm CT trước. Ha, CT đó vừa có tác dụng chẩn đoán xác định là vừa có tác dụng đánh giá giai đoạn luôn. Còn nếu như là CT thấy là của đại tràng thì ta làm nội soi để lấy kết quả giải phẫu bệnh. Hiểu vấn đề chưa? Hiểu chưa? Nó cái quy trình nó lại ngược lại. Cái thì nội soi rồi mới CT, nếu ta chắc chắn là u đại tràng. Còn nếu không chắc chắn, khả năng u đại tràng nó 40-50% thì làm CT rồi qua nội soi. Như thế thì nếu là không phải là của đại tràng, không liên quan đến đại tràng thì ta đỡ phải tốn một cái cuộc nội soi đại tràng không cần thiết. Ha. Rồi có thắc mắc gì không? Nếu mà cái u nó lớn vậy mà mình nghĩ nó ở mạch tràng. Đúng rồi, thì cũng biết nghĩ, có trường hợp mạch tràng, có những trường hợp mạch tràng nó có bình thường, cái mạch tràng là từ đâu, về mặt giải phẫu từ đâu đến đâu? Chính từ cái bờ dưới, từ cái góc hồ mang tràng, cái góc giữa hồ tràng đó, nó cắm vào cái hồ đàn, nó cắm vào trong cái đại tràng đấy, thì cái góc đó là tính đó đến cái mỏ đục thừa là cái mang tràng. Bình thường nó khoảng bao nhiêu? Bình thường khoảng 2-3 cm nha, chiều dài đấy. Nhưng mà nếu có một số trường hợp mang tràng nó dài quá, nó di động quá thì nhiều khi là 4-5 cm. Nhưng trong những trường hợp đấy thì cái u nó to mà vẫn chưa có dấu hiệu làm tắc cái van hậu mang tràng. Hiểu rồi ha. Nhưng mà thực ra trong cái này, nếu mà không có xem kết quả giải phẫu bệnh, kết quả siêu âm CT đó thì cũng khả năng u đại tràng nó thấp. Thì như thầy nói rồi đấy, không có cái hội chứng bác tắc ruột, không có hội chứng thiếu máu. U to như thế thì mà không có bác tắc ruột, không có tắc ruột thì ít nghĩ nhiều lắm, không nghĩ nhiều đâu đến u của đại tràng. Thì không có u đại tràng thì là đục thừa. Ở đây gặp mấy trường hợp u đục thừa đó. Nha, thì khi u nó to như thế này nhưng mà không có cái hội chứng, không có hội chứng tắc ruột. Nắm được vấn đề chưa? Rồi có gì thắc mắc không? Rồi thôi chút, tắt đi anh.